I don't wanna know who's taking you home, I'm loving you so the way I used to love you. No, I don't wanna know who's taking you home, I'm loving you so the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted, and the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Trên thế giới thì hiện tại trong vòng mỗi 1 phút trong năm 2015 thì chúng ta có khoảng 27.800 bức ảnh được up lên trên Instagram, 208.000 bức ảnh được up lên Facebook và đến 1,9 triệu bức ảnh thì được chụp vòng quanh thế giới. Trong đó thì 80% của 1,9 triệu này thì xuất phát từ smartphone. Và đấy là một cái thị trường hoàn toàn mới mà trước giờ chúng ta bỏ ngỏ rất nhiều. Chúng ta chụp ảnh vào smartphone rất nhiều nhưng mà hoàn toàn chúng ta quên mất là làm sao để in ra. Chúng ta bỏ quên được đấy trong 10 năm nay. Thì bây giờ có lẽ là đến thời điểm chúng ta sẽ tại Việt Nam chúng ta sẽ dùng Camos để chúng ta sẽ in ảnh hàng ngày được không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Xin cho một tràng pháo tay ạ. Do you think of me, what we used to be?